làm ở đây được bao nhiêu tiền một tiếng? 60 đô một giờ. Nghỉ việc đi, theo tôi làm việc. Công viên này kiếm tiền dễ thật. Cảm ơn hai người giới thiệu công việc tốt cho chúng tôi. Mấy anh làm cho tốt vào sẽ có rất nhiều cá lớn bơi tới. Nếu tôi pha được một ly Guadiana thì anh phải theo tôi làm việc đó. Muốn pha được Guadiana hả? Cô từ bỏ đi, không thể nào đâu. Cậu có phải nhớ ly Guadiana của Diana sao? Guadiana không còn thì là không còn. Có rất nhiều thứ cũng không thể quay trở lại được. Tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác với anh. Vậy sẽ hợp tác như thế nào? Tôi tiếp tục làm thủy thủ mặt trăng, còn anh tiếp tục làm người mẫu khỏa thân cho tôi. Chúng ta đôi bên đều có lợi. Hay là tạm thời bỏ qua ân oán của chị với chị hai, để hoàn thành nhiệm vụ trước, nhận được tiền rồi mới từ từ tính với chị nha, được không? Em nói sao thì là vậy đi. Vậy đối tượng mục tiêu của chúng ta chỉ còn lại một người. Ây là Trương, Trương Văn Hào. Góc giao cô xin chê, trong mê thường xê, chê thì đi mất dư. Chỉ ngay gì mà bỏ xuân thông xâm, hậu dân gì, giờ chỉ hỏi xâm mô chân chê. Mình hoàn giao chuyện phân xa, còn gì hơn góc giao xâm phân hay mà. Nhìn chung mê như sáng xa, con giao cho cả nam, sao buồn ngó hô mơ. Bỏ mà gì màu ca, đừng hong hàng lãng tốt. Quay lâu buồn trời gì nên gắn ca, ý tình trang ngó ngàn trái ta. Ngồi chỉ ngàn sớm, xì càng tới trách niềm qua. Ý tình trang ngó ngàn trái ta. Ngồi chỉ ngàn sớm, xì càng tới trách niềm qua. Xin hỏi có phải cô Cố Thanh Đồng không? Xin chào, có nhận ra tôi không? À, lần trước đã gặp ở kiếm xá, nói là muốn học môn đấu kiếm, là bạn của Jasmine. Trí nhớ tốt lắm, đối xử với người con gái nào cũng tốt vậy hả? Dạ đi. Mời ngồi. À, cảm ơn. Cô đau ở đâu? À, eo đó. Đã đau bao lâu rồi? Cũng mấy tháng rồi. À, đau như thế nào? Ngồi trong thời gian dài cho nên đau với nhức mỏi thôi. Cô làm nghề gì? Vận chuyển. Vận chuyển? Vậy có thể là bệnh nghề nghiệp. Chân của cô có bị tê nhức không? Vậy thì không có. Anh đã tốt nghiệp bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Vậy tức là chưa tới 30 tuổi, 29, 28 tuổi. Cô thường đau vào lúc nào? Cô đứng lên đi, đứng thẳng lên. Ồ. Thử cúi người về phía trước. Hết được rồi. Thử ngã về phía sau. Có đau không? Không cảm thấy gì cho lắm. Hai chân của cô thử lần lượt đứng bằng một chân xem. Cô nằm lên giường đi. Ồ. Nè, anh không có bạn gái thiệt hả? Ê, không, không được, không được, đau. À, đau, đau. Chỗ này còn đau hơn nữa. Có thể là cô bị chèn ép dây thần kinh tọa. Hả? Vậy tức là sao? Bệnh này cũng khá là nghiêm trọng, nếu không điều trị thì sẽ nguy hiểm lắm. Ví dụ như là đau lưng, chuột rút cơ lưng, tê chân, chức năng của bàng quang hoặc ruột bị thay đổi, nghiêm trọng hơn thì đi lại cũng sẽ gặp vấn đề. Không phải chứ, nghiêm trọng vậy sao? Cũng may là cô phát hiện ra sớm, tôi khuyên cô nên chụp CT và chụp MRI để kiểm tra. Khi xác nhận bệnh lý rồi thì nên điều trị sớm, tránh bị nặng hơn về sau. Vậy có cần phải phẫu thuật không? Phải kiểm tra xong mới biết. Cô ra ngoài chờ chút nha, chúng tôi viết đơn giới thiệu cô đi kiểm tra. Không ngờ là anh chuyên nghiệp tới vậy nha. Facebook và Instagram của anh là gì? Cô gõ tên của phòng khám là có thể tìm ra. Tôi muốn tài khoản riêng của anh, tôi có rất nhiều khách hàng, tôi có thể quảng cáo giúp anh đó. Thật ngại quá, tài khoản riêng của tôi chỉ chia sẻ với bạn bè thôi. Vậy không biết là bạn của bạn anh thì có được xem là bạn của anh không? Cô quen cô Cố sao? Đương nhiên là quen rồi, vừa mới chào đời đã quen rồi. Tôi là em gái của cô. Là em gái của cô Cố? Cố Linh Sang, Cố Thanh Đồng. À, dạo này tâm trạng của cô đỡ hơn chưa? Ai, nếu là anh cũng sẽ buồn mà. Nếu anh quan tâm như vậy, sao không trực tiếp hẹn ra gặp mặt nói chuyện luôn đi? Dạo này chị của tôi thật sự rất cần có người an ủi, nhất là đàn ông đó. Sao cô nói chuyện kỳ lạ vậy? Lần trước ở kiếm xá cũng vậy, lần này cũng vậy. Anh trả lời tôi trước đi. Anh có tình cảm gì với chị tôi không? Ấy, được rồi, hiểu rồi.
Tôi vốn dĩ cũng không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng dạo gần đây chị tôi thật sự rất là buồn. Nếu anh thật sự có lòng thì bây giờ là thời cơ tốt. Còn suy nghĩ nữa, tôi nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được. Cơ hội chỉ dành cho người có hành động nhanh. Hiểu rồi chứ? Người này cao thủ đó nha. Có thể nhận ra được. Lập chiến thần đó, hay gì là hại quá trời. Anh ta rất ít khi tới đây chơi mà. Nè, qua bên kia đánh thử, học hỏi đi. Tiểu bối, tôi tên là Aiden, có thể đánh giao lưu với anh không? Được. Ngay cả một điểm cũng không lấy được, đúng là kém cỏi hơn rất nhiều. Cảm ơn nha. Kỹ năng bước đi với cầm kiếm của anh cũng rất tốt. Sư phụ là gì? Là thầy Kiên. Ok, cố gắng lên. Lúc này kiếm thần đánh hay thiệt đó. Anh ra tay rất nhanh. Anh vô thì được rồi, được học hỏi thêm rồi. Anh bị thương sao? Không biết nữa, cái lưng có hơi đau đó. Qua kia nằm xuống đi, tôi kiểm tra cho. Tôi bận đi gấp đó. Hai thứ hai tuần sau tôi qua cho anh kiểm tra nha. Được, cứ gọi cho tôi. Tôi thay đồ trước đây. Hai, thì ra anh là bác sĩ vật lý trị liệu hả? Phải. Tôi có câu hỏi muốn hỏi anh. Là bác sĩ vật lý trị liệu, ngoài việc khám chữa cho con người ra, tiểu có khám chữa cho động vật không? Ví dụ như là cách massage cho nó đó. Động tác cũng tốt lắm nha. Còn phải nói, tôi tập cả đêm rồi. Là chuyên gia nói massage đường tĩnh mạch trên này cho con mèo, có thể bổ sung khí huyết vào nội tạng của nó. Cô nhìn coi Mộng nè, dễ chịu hơn rồi đó. Mộng à, anh có sao không đó? Không sao, chắc là hôm qua tập khuya quá để bị cầm lạnh một chút, không sao đâu. Thật là vô dụng, để tôi pha ly tắc muối cho anh uống sẽ dễ chịu hơn. Nè, cảm ơn nhiều. Chua ngọt vừa đủ, cái ngày của cô cũng tốt đó. Hi. Hi. Chắc anh là Philip rồi, tôi tên là Thanh. Chào cô, xin chào, rất thường hay nhắc tới cô lắm. Vậy hả? Có phải hai người cần nói chuyện riêng không? Dù gì Mộng cũng đã ngủ rồi, hay là tôi về trước nha. Chuyện mà chúng tôi nói đâu phải là anh không biết. Chút nữa Mộng thức dậy rồi thì phải làm sao đi hả? Về sớm như vậy tính trốn việc hả? Phải đó. Với lại tôi nghe Race nói trước đó anh đã từng giúp đỡ theo đuổi Cố Linh Sang, tuy là cuối cùng cũng thất bại, nhưng mà dù gì anh cũng là một người đàn ông, có sự góp ý của anh với chúng tôi mà nói là rất quý giá. Vậy cũng được, hai cô nói sao thì vậy đi. Tiến triển tới đâu rồi? Tôi đã tới phòng khám vật lý trị liệu tìm Aiden Trương. Tính cách của anh ta hơi e thẹn, nhưng mà anh ta quá lịch sự. Chúng ta phải suy nghĩ cách để đẩy họ tiến tới. Có phải anh thanh niên trẻ chơi đấu kiếm tên là Aiden không? Chính là anh ta đó, anh quen anh ta hả? Tôi từng đánh thử với ảnh rồi. Tính tình rất là tốt nha, cao lớn đẹp trai, là chịu giúp đỡ người khác. À, cái massage cho Mộng cũng là anh ta chỉ tôi đó. Nghe cái anh cũng khen anh ta, vậy có cơ hội thiệt nha. Mà cô nói anh ta rất e thẹn, vậy nhất định phải nghĩ ra cách tạo cơ hội mới được. Thật ra tôi cũng suy nghĩ ra một cách rồi. Tạo cơ hội nhốt hai người họ lại, một nam một nữ, cùng nhau ở một không gian nhỏ. Không được cũng thành được thôi. Tình cơ vậy? Phải đó. Thế giới rộng lớn như vậy mà cũng gặp được nhau, cũng xem là có duyên phận rồi. Cô đứng ngay lỗ thông gió rất dễ bị lạnh đó. Đứng qua bên này đi. Người phụ nữ mạnh mẽ tới cỡ nào cũng cần có một người đàn ông giúp che nắng che mưa. Cái gì vậy? Đừng sợ, có tôi ở đây. Có ai không? Thang máy gặp sự cố rồi. Chúng tôi biết rồi, đừng lo lắng, sẽ có người tới giải cứu nhanh thôi, yên tâm đi. Yên tâm đi, có tôi ở đây với cô.
chết này cũng khá hay đó. Không được nha, tôi cảm thấy không được cho lắm. Không phải sao? Cô tưởng là đóng phim hả? Cô có biết là phải làm cho thang máy bị đứng là rất khó khăn không? Còn nữa, hai người họ không ở chung một tòa nhà, cũng có làm việc chung một chỗ, chứ làm sao cùng nhau đi chung thang máy được? Vậy cũng phải. Vậy làm sao? Anh có cách gì khác không? Tôi chưa có nghĩ ra. Vậy thì nhắm vào sở thích đi. Cô Linh Sang thích gì? À, tôi nhớ lúc còn nhỏ cô rất thích đom đóm đó. Anh cho cô thích không? Thích lắm. Nhiều đom đóm như vậy anh bắt rất lâu hả? Vì cô dứt giả ra sao cũng xứng đáng. Không, tôi cảm thấy không có được cho lắm. Không phải sao? Ở Hồng Kông làm gì mà có nhiều đom đóm được chứ. Xem như hai cô bắt được đi thì cũng làm ngọc chết đó thôi. Còn nữa, hai cô nói là để đom đóm ba vòng vòng trong nhà, đâu có phải con mũi đâu chứ. Cách nào anh cũng nói không. Vậy anh hãy nghĩ ra cách gì hay hơn đi. Thì trong nhất thời tôi vẫn chưa có nghĩ ra được. Có tới trễ quá không? Chúng tôi đã họp được rất lâu rồi. Xin lỗi mà em có việc chưa làm xong nên tới trễ thôi. Làm gì vậy? Còn đang pha ly cocktail đó hả? Phải đó. Cocktail gì chứ? Có liên quan tới nhiệm vụ của chúng ta không? Không có liên quan. Nhưng mà nếu không pha được ly Gordiana nó thì em sẽ không có phục. Gordiana tôi từng uống rồi. Thiệt hả? 4 năm trước chồng của tôi dẫn tôi tới quán bar Hải Độc Thoại uống qua. Vợ của tôi là một người phụ nữ rất thích nói chuyện. Cô cũng rất thích cằn nhằn tôi. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để cô phải im lặng, nhưng cuối cùng đều thất bại hết. Nhưng mà có một lần tôi đang đi dạo với cô, đột nhiên cô cãi nhau với người ta, sau đó còn bị cảnh sát đưa về sở cảnh sát nữa. Trước khi cô cho lời khai đã nói một câu. Cô nói là trước khi luật sư của tôi tới thì tôi sẽ không nói một câu nào hết. Kết quả là luật sư của cổ cả đêm đó vẫn không tới. Vậy là tôi đã ở sở cảnh sát trải qua một đêm yên tĩnh nhất trong cuộc đời của tôi. Hay lắm. Cảm ơn. Thân ngại quá mọi người. Mọi người có thể im lặng một chút, cho tôi một chút thời gian không? Cảm ơn nhiều. Ray, em có đồng ý lấy anh không? Wow, xem ra lại có thêm một người đàn ông không sợ bị vợ cằn nhằn rồi. Chúng ta cùng chúc mừng cho họ. Bánh niên gia lão, vĩnh kết, đồng tâm. Cảm ơn nhiều. Tối nay tôi mời. Hai ly này là pha chế của chúng tôi tặng cho hai người. Mời hai người thưởng thức nha. Cảm ơn nhiều. Đêm đó tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Ray à, chị có còn nhớ mùi vị của Gordiana không vậy? Ừ. Ừ. Vị thơm với ngoại hình cũng khá giống, nhưng mà hình như vẫn còn thiếu một thứ gì đó nữa. Là một vị chua chua ngọt ngọt. Ừ, chú Đông cũng nói là thiếu một chút vị gì đó. Nếu em biết là vị gì thì đã pha ra được rồi. Cũng không sao, hay là thử từng loại một đi. Có thứ gì là chua chua ngọt ngọt? Có khi nào là chanh không? Hay là nước chanh? Không thể nào là giấm được chứ. Không thể, những gì anh vừa nói thì đều thử hết rồi, không có vị nào là đúng. Có một thứ này chắc là cô chưa thử. Là mùi vị này. Thiệt hả?
Mùi vị cũng lạ lắm nha. Hòa toàn không nghe ra vị tắc muối đó. Có treo cộng với vị tắc muối, vị ngọt và mùi thơm của rượu cũng trở nên nồng nàn hơn. Ê, chưa hết một ngày tôi đã pha ra được rồi, lần này anh phải nghe lời tôi đó. Dương Nam, tôi đã pha được Guadiana rồi, cố tình mang tới cho anh thử nè. Cô bỏ đi. Uống thử đi, nếu không đúng thì tôi đi liền. Cô nói đi nha, không được nuốt lời đó. Sao hả? Nói gì đi chứ. Anh uống hết cả bình rồi cũng không nói một câu nào với tôi. Nè, nói một câu thôi. Được hay là không được? Thiệt tình uống hoài. Cô có biết không, cô Diana là Golden cộng với Diana, là cái tên độc nhất vô nhị, là một ly rượu độc nhất vô nhị. Ở trên đời này chỉ có Diana mới biết pha mà thôi. Lần cuối cùng tôi uống được vị rượu này là ngày mà Diana nhập viện điều trị ung thư. Từ lần đó trở đi, tôi đã không còn được uống mùi vị này. Tôi và chú Đông đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Rốt cuộc là thiếu thứ gì? Là vị tắc muối, thứ mà anh uống thì bị đau họng đó. Thì ra là vậy. Lúc trước tôi biểu diễn hai độc thoại, thường xuyên bị đau họng khan tiếng. Diana cũng từng pha tắc muối cho tôi uống, nhưng mà tôi không thích mùi gì đó. Thì ra sau này là cô đã lén lút bỏ vào ly cô Diana. Tôi thua rồi, tôi tham gia vào đội của cô. Thật hả? Vậy về mặt tiền lương thì cô muốn trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu đi. Hợp tác vui vẻ. Lần này phải cảm ơn chị Grace rất nhiều rồi. Tại sao vậy? À, thì trước đó chị đã từng uống của Diana ở Ba Hài độc thoại rồi, là chị kêu tôi thử bỏ tắc muối vào. Và chồng của chị đã cầu hôn chị vào ngày hôm đó. Những gì mà trước đó tôi làm, tôi muốn nói câu xin lỗi cô. Cô nữa, cảm ơn cô. Cảm ơn tôi cái gì chứ? Tóm lại là cảm ơn cô. Đồ điên. Nè, chị Haley đột nhiên hẹn chúng ta tới đây là họp về chuyện gì vậy? Hình như cô nói là có chuyện quan trọng cần phải thông báo. Kìa, tới rồi kìa. Để tôi giới thiệu với mọi người, Golden, thầy giáo Dương là đại sư kịch câm, sau này sẽ hợp tác cùng với chúng ta. Tôi tên là Tommy.
anh tin là về đàn xe luôn. Chào. Anh Quy dạy thổi sáo. Chào. Còn A Thủy là về đàn violin. Xin chào, gọi tôi là Dương Nam là được rồi. Mọi người phải nhớ là nếu có phụ huynh nào hỏi tới thì thầy Dương là tốt nghiệp ở trường kịch câm quốc tế Marcel Marceau ở Paris, kế thừa đại sư kịch câm của nước Anh Peter Lilly. Có cần khoa trương tới vậy không đây? Không khoa trương. Nếu mà cần thiết, tôi sẽ thêm danh hiệu nhà trị liệu kịch ở Bắc Mỹ để phù hợp với thân phận của anh hơn. Wow, vậy là đội của chúng ta càng ngày càng hùng hậu, sắp mạnh hơn biệt đội siêu anh hùng luôn rồi đó. Tommy, phổ biến quy định cho Dương Nam biết đi. Chưa tới cuối tháng, không cần trả lương cho chúng tôi nhanh vậy đâu. Được rồi, biết nhà đang cần tiền dùng, xài đỡ đi. Cảm ơn chị Hai Lây. Đều là người một nhà, không cần khách sáo. Mọi người nghe rõ, tôi còn một chuyện cần tuyên bố. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, tôi phải loại bỏ một người. Anh ta không còn tư cách ở lại. Lưu Kim Thủy giấu tôi để nhận vạy kèm riêng là ý gì đây? Cô nói gì vậy? Còn muốn chối sao? Anh đã âm thầm vạy kèm cho hai học sinh mà. Anh tưởng tôi không biết hả? Có phải muốn tôi lấy chứng cứ ra không? Vậy thì đã sao? Tôi không có bị khờ. Người ta trả 2.500 đô, cô chỉ đưa tôi có 1.200. Ăn phần trăm nhiều như vậy cô tưởng tôi ngốc hả? Lúc đó anh đã đồng ý nên tôi mới cho anh tham gia. Nếu như không có tôi, bây giờ anh vẫn đang làm phục vụ bàn kiếm 60 đô một tiếng kia kìa. Thủy à, nếu như anh bất mãn thì cứ việc nói thẳng ra đi. Bây giờ anh cứ làm như vậy, rõ ràng là muốn phản bội chúng tôi rồi. Anh thôi đi, số tiền đó cho tôi làm việc vất vả mới kiếm được. Lấy tư cách dạng phần trăm chứ. Được, anh có giỏi thì tự đi tìm học sinh đi. Công việc anh đang làm tôi sẽ tìm người thế chỗ. Anh cút ngay cho tôi. Nhưng mà sự việc đột xuất thì anh thấy chủ của Thủy đây chứ. Chắc chắn phụ huynh sẽ khiếu nại đó. Yên tâm đi, người thế chỗ cho Thủy đã có mặt rồi. Anh đừng có trung chảy có được không vậy? Nhập tâm hơn một chút nữa đi. Nè anh hai ơi, ý tôi là đã đứng ra tiếng đồng hồ rồi. Đứng lâu cũng mỏi cẳng chứ, không chỉ bây giờ đứng một chân. Thì bây giờ anh đang giữ tư thế bay lên bầu trời kia mà. Dĩ nhiên là phải đứng một chân như vậy rồi. Ai biểu anh không biết bay? Anh biết bay thì khỏi phải đứng một chân rồi. Tôi về rồi đây. Ê Thanh, cô về đúng lúc lắm. Nói một câu công bằng đi. Tất cả yên lặng. Tôi có tình tốt muốn công bố. Hả? Tiểu thuyết của tôi sẽ rất nhanh được chính thức xuất bản rồi. Thật cả. Ta nói là cô làm được mà. Vừa mới bàn bạc xong với nhà xuất bản, còn ký hợp đồng luôn. Với tiểu thuyết bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có thể hoàn thành ước mơ của tôi rồi. Trước bình minh là một bầu trời tối đen, nhưng tuyệt đối đừng nhắm mắt lại. Bởi vì người không dám đối diện với bóng tối, không có tư cách nhìn thấy ánh sáng đầu tiên khi trời sáng. Trích từ Ngân Hồn. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Bởi vì nếu như tôi bỏ cuộc, đồng nghĩa với việc chấm dứt trước khi cuộc thi kết thúc. Trích từ Slam Dunk. Nhiều nhiệt huyết quá. Huấn luyện viên An Tây. Nè, tôi đã thành công rồi, anh cũng phải cố lên. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi tin rồi sẽ có một ngày sẽ có người thưởng thức được tác phẩm của tôi thôi. Mà nói gì thì nói, anh vẽ lâu như vậy rồi, anh đã vẽ ra cái gì vậy? Ồ. Sao hả? Đắm chìm trong nét vẽ của bổn đại gia rồi đúng vậy không? Hí, chết từ hoàng tử quần vợt nè. Anh vẽ khó coi quá. Ừ. Sao anh nói dùng tôi làm hình mẫu? Sao mà xấu quá vậy? Bởi vì tôi muốn phá cách, sáng tạo nên phong cách của riêng mình đó. Vậy nội dung câu chuyện là gì? Vô cùng đặc sắc nha. Tôi đã tập hợp chuyện thần thoại Hy Lạp kinh điển được mọi người đón chào và thích xem nhất, và bộ phim bản thổ nhất kinh điển nhất Hồng Kông tên Lưu Manh để tạo ra kinh điển mới nhất MK Adina. MK Adina. Yeah. Cái tên này nghe ngu thiệt đó. Nói về cái gì vậy? Hả? Hai người muốn nghe tới vậy sao? Vậy thì tôi cũng không che giấu nữa, để tôi kể cho hai người nghe nha. Vào một đêm trăng thanh gió mát, lúc 3 giờ sáng, Adina phá sáng bay xuống từ bầu trời và rơi xuống một tiệm bán hàng hiệu giả ở khu chợ phụ nữ. Vì rơi xuống trái đất với tốc độ của ánh sáng và ma sát với ion không khí ở bầu khí quyển sản sinh ra nhiệt, khiến bộ đồ chiến binh vũ trụ bốc cháy thành than. Adina mặc đỡ bộ sườn xám lấy từ tiệm bán hàng quần áo Trung Hoa cho người nước ngoài. Adina đứng ở đầu đường dưỡng giác, không biết là mình đang ở đâu. Vào lúc này, nhóm xã hội đen tưởng cô ta là gái ngành, chạy tới đi trêu chọc. Ê, anh ta thật không sợ chết.
Sau đó cô ấy trở thành chị đại cắt mì ở một quán ăn vì phải nộp phí bảo kê nên đã luyện được tuyệt kỹ, một ngày bán được 10.000 phần. Nhưng cô ấy thường xuyên bị chảy máu mũi. Thì ra người chú gian ác của cô ấy đã cho một con thần thú sống ký sinh trong mũi của cô ấy để khống chế cô ấy. Em khi Adina không chịu khuất phục, cô ấy quyết định cùng hủy diệt chung với lại thần thú. Khoảnh khắc sắp chết, Adina gặp lại mẹ của mình, hoàng hậu Matesi, và người cha luôn bị nhốt trong buôn sôi, thần trời Yoshi. Hết rồi hả? Tôi mới kể đoạn mở đầu thôi. Wow, để xem mày tới vậy rồi sao? Không sai, chuyện này quả thật hỏng đầu ra đầu hết. Anh cũng không nên nói như vậy, nhưng trên mặt tình và lý có nhiều điểm hơi vô lý. Chà, hai người nghi ngờ tôi đó hả? Cô nói đi, tôi không sợ có chỗ nào vô lý kia chứ. Riêng về chợ phụ nữ mở cửa tới nửa đêm là thấy bất hợp lý rồi. 11 giờ họ đã dọn hàng hết rồi. Vậy sao, cô dọn sớm vậy hả? Phải đó. Còn nữa, đâu thể nào chỉ dùng móng tay để đánh bại đối phương được. Nếu đã lợi hại như vậy, sao phải còn nộp phí bảo kê? Còn chảy máu mũi lại là trò gì nữa? Lỗ mũi nhỏ như vậy làm sao con thần thú sống trong đó được? Hoàn toàn không hợp lý. Hai người có hiểu chuyện tranh là gì không vậy? Không cần phải hợp lý đâu, phong cách mới là quan trọng và nội dung phải hay. Nhưng thật sự là nó không có hay mà. Đấy, hai người đúng là không biết đọc truyện mà. Tôi đã ấp ủ câu chuyện này 20 mấy năm rồi đó. Tôi tin rằng MK Adina nhất định sẽ bán chạy, sẽ giúp thế giới truyện tranh Hồng Kông mở ra một trang huy hoàng mới đó, hiểu không? Không sai. Bái phục. Tôn kính. Tôi không được may mắn như là Thanh thôi. Chỗ tòa soạn truyện tranh trước đây xem trọng tôi đóng cửa rồi. Bây giờ tôi không biết đâu tìm người ra sách giúp cho tôi nữa. Ông vậy thôi hả? Tôi nghe ông chủ nhà xuất bản đó giới thiệu cho anh vậy. Khi nào giới thiệu hả? Thôi vậy hôm nay đi. Wow, chỗ này nhìn sao cũng đâu có giống nhà xuất bản. Chứ tôi quen nhau lúc chơi poker mà. Hai người đợi một lát, tôi đi hỏi thử nha. Tôi không biết chơi. Ông đi công tác rồi. Ê, không cần thất vọng ở đâu, ông là khách quý ở đây đó, còn nhiều cơ hội lắm. Vậy hết cách rồi, về thôi. Nè. Gì vậy? Đã lỡ tới rồi, chơi hai ván đi. Ồ, cũng được đó, coi như mở mang tầm mắt vậy. Thì đó, không cần phải chơi lớn đâu. Sau khi chơi xong tôi mời hai người đi ăn. Đi đi. Được hết. Này. Sao nó lại chơi nhỏ thôi? Thèo. Tôi chính, ba con chính. Mở bài của ông đi. Chàng trai trẻ, cậu đã từng nghe tới sảnh sẽ lớn hơn ba con chính không? Hết tiền thì thôi về đi. Đi đi. $50,000, cảm ơn. Anh làm gì vậy? Chơi bài poker. Hả? $500. $2,000. $10,000. Nè, chưa gì đã chơi lên 10,000, chơi lớn tới vậy sao? Nè, ông già là tên Phát đó, ổng tự nói mình là thần bài, là ta chơi bài chuyên nghiệp đó. Vậy đó ông kìa, chẳng cây tâm còn run run đùi, chắc chắn đang giữ con bài tốt rồi. 10,000 lận được có theo?
Tất nhiên là tôi không theo rồi. Tôi cược hết. Hả? Anh bị điên rồi hả? Này, ông khoan đi đã, cô làm gì vậy? Làm gì? Rõ ràng ta không biết chơi, còn mày đặt học tinh gia chơi cược hết, lỡ như thua hết, bắt tôi lại đền tiền hả? Dĩ nhiên phải trốn trước. Chàng trai trẻ, cậu hay lắm. Thắng rồi. Không phải cậu giữ ách bích sao? Hả? Đừng nói là bích nha, cặp còn không có nữa. Hãy đánh bạn đi cô ơi, đang xem TV vậy? Thắng rồi hả? Giỏi quá. Thì ra là trò hô đùm, việc thật người thật, dễ chơi hơn trên máy nhiều như vậy. Thì ra anh chỉ chơi trên máy tính thôi. Phải đó. Chơi đại mà cũng thắng lớn như vậy, anh may mắn thiệt đó anh trai. Đâu phải là may mắn đâu, nhờ vào thực lực đó. Ông là thần bài sao? Tôi mới là thần bài đi nè. Nè thần bài, bốn cái bánh xe của tôi có chút vấn đề rồi. Tôi cũng muốn đổi cái TV lớn để xem phim khiêu dâm. Vui vẻ quá ha. Hình như tôi là người ăn tiền kia mà, đâu phải là hai người đâu. Nếu không phải tôi dẫn anh tới đó thì anh ăn được tiền sao chứ? Thì đó, nếu không phải tôi kêu anh ta đi về, anh làm gì có cơ hội ngồi xuống chơi. Được, mỗi người một phần quà, nhưng mà do tôi chọn. Nè, lần này tôi sẽ mua món này trước. Hả? Lần này mua thẻ gỗ, lần sau thắng nhiều hơn thì mua thẻ vàng. Nè, anh nói đó nha, lần này coi như mở màn vậy. Được lắm đó, còn được khắc chữ trên đó nữa kìa. Vậy hả? À, hay là vậy đi. Mặt trước khắc tên của ba chúng ta, Mã Kỳ Tuấn, Cố Thanh Đồng, cái gì Phi Long hả? Ngô đó nha. Ngô Phi Long. Mặt sau còn có thể khắc đối xử chân thành, có tình có nghĩa, Tân Tam Kiếm Hiệp. Hứ, cũng đẹp thiệt đó nha. Nè, sau này có sợi dây này rồi, ba người chúng ta một tấm lòng, kỳ lợi đoạn kim. Được. Được. Yeah. Như vậy nè. Như vậy cũng được. Cô Cố. Chào bà Hằng. Cô Cố, lần trước cô nói là sẽ dạy đích sinh đàn. Sáng nay tôi kêu nó đàn hay bị đứt quãng, cứ như chưa từng được học vậy. Dĩ nhiên đích sinh không biết đàn, vì tôi vẫn chưa dạy. Tôi dựa vào tiến độ của nó tăng cường huấn luyện ngón tay, để nó luyện tập tốt rồi tôi mới dạy đàn bài khác. Như vậy thì sẽ hay hơn. Vậy sao? Cho dù cô nói ảnh hưởng đến việc dạy học của cô, hôm nay tôi muốn được tận mắt chứng kiến cô đã dạy đích sinh đạt như thế nào. Ok, không thành vấn đề. Hay lắm con, hay lắm. Nửa tháng này Dixon đã tiến bộ rất nhanh. Sắp tới tôi định đăng ký cho nó tham dự cuộc thi đàn dành cho thanh thiếu niên kiệt xuất. Nhưng mà trước đó phải tham dự cuộc thi của Học viện Âm nhạc Hoàng gia trước, luyện tập sẵn tâm lý. Được, được. Má yên tâm đi mà, con sẽ nghe lời cô Cố cố gắng luyện đàn. Ngoan. Yên tâm đi, tôi hoàn toàn tự tin có thể giúp Dixon giành được top 3 cuộc thi này. Bà Hằng, có cảnh sát tới. Vì nào là Cố Song Nhi? Là tôi. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô sử dụng văn bằng giả. Nhi, em về chưa? Cảnh sát. Đã xảy ra chuyện gì? Cô và Cố Song Nhi có quan hệ gì? Tôi là chị của nó. Em gái cô bị tình nghi sử dụng văn bằng giả. Đây là lệnh khám xét, chúng tôi phải vào nhà tìm bằng chứng.
Em về phòng trước. Ngồi xuống, chị có chuyện cần hỏi. Cảnh sát đã hỏi em cả đêm, em mệt rồi. Em biết chị muốn hỏi những gì. Chị không muốn nghe em nói dối nữa. Em ở Mỹ vẫn chưa tốt nghiệp. Em sợ chị giận nên em mới làm bằng tốt nghiệp giả để gạt chị. Còn gì nữa? Đúng lúc có phụ huynh tìm em dạy đàn, mọi điều kiện của em đều phù hợp yêu cầu. Chỉ thiếu văn bằng tốt nghiệp thôi nên em mới dùng văn bằng giả để gạt họ. Em không cố ý. Em không cố ý hả? Em nói nghe nhẹ nhàng quá đi. Em có biết em và bạn em dùng văn bằng giả để lừa người ta đã phạm tội sở hữu và sử dụng văn bằng giả để thông đồng lừa đảo? Nếu phán đúng tội thì em phải ngồi tù nhiều nhất là 14 năm. Em không học luật sao biết tội nặng như vậy chứ? Thực ra em dạy học sinh của em học rất là tốt. Tại những người phụ huynh đó nói cần văn bằng mới chịu cho tụi em vậy, nên em mới làm văn bằng giả cho họ coi. Tới bây giờ em vẫn cảm thấy người ta sai, em không sai. Cố Song Nhi, em mau nói thật cho chị biết, trong 4 năm ở Mỹ đó, rốt cuộc em đã làm những gì? Tại sao lại khiến cho bản thân không thể tốt nghiệp? Năm đầu tiên em tới Mỹ, em đã không thể thích ứng cuộc sống ở bên đó. Một mình em cô đơn lẻ loi, không có bạn bè, không có người thân. Mỗi ngày đi học thì bị bạn bè ăn hiếp, sợ tới nỗi không dám đi học. Em không thể theo kịp bài học. Theo không kịp thì nghỉ học hả? Em đã cố gắng lắm rồi. Năm cuối cùng em cơ bản là đã đuổi kịp được thành tích. Tại em giúp bạn viết luận văn bị nhà trường phát hiện nên mới bị đuổi khỏi trường. Bị nhà trường đuổi học chuyện lớn như vậy sao em không nói với chị chứ? Nói với chị thì ít gì, ngoài việc chửi em ra thì chị biết làm gì nữa? Từ lúc đầu em đã không muốn học âm nhạc rồi, là chị ép em học thôi. Em không muốn giống như chị ba nên mới không dám làm trái ý chị. Từ đó tới giờ đều một mình em nhất giả vượt qua hết. Chị ép em? Cố Song Nhi, từ nhỏ tới lớn em giỏi nhất là thích từ bỏ giữa chừng. Chị bắt em học đàn để em biết được thế nào là chuyên tâm. Chị muốn rèn luyện tính tình của em, chị không muốn em lớn lên làm gì cũng thất bại. Em có năng khiếu âm nhạc, không chịu trân trọng, còn trách người chị ép em nữa hả? Không thể có lỗi với chị và có lỗi với bản thân em hay sao? Rõ ràng không phải như vậy mà. Chị muốn em đi con đường cũ của chị thôi. Em không phải là chị, em không muốn làm con số như chị đâu. Em nói cái gì hả? Em nói em không muốn giống như chị. Má kêu làm gì chị cũng làm. Em không muốn là con số để người ta giật dây. Chị không phải chị của em. Em không có người chị như chị. Ê, sao trễ vậy? Chị đang ăn cơm, em có đói không? Chị nấu mì cho em. Không muốn ăn, tối nay em ngủ ở đây. Wow, nhiều bong bóng xì hơi vậy, không biết là chuyện gì. Chắc vì bạn trai đá rồi, tôi biết dỗ phái nữ lắm, nhìn nha. Nhi yêu dấu, anh Phi Long thân yêu của cô nè. Tôi đi. Nhi mới bị cảnh sát bắt về đồn, bị truy tố tội sở hữu và sử dụng văn bằng giả để thông đồng lừa đảo. Nếu nó đến nhà cô, giúp tôi trông chừng nó. Anh sao vậy? Chưa có nói cái gì hết, mới vô đã đấm tôi một phát, còn bắt tôi cuốn ra nữa. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh. Thế nào là sở hữu và sử dụng văn bằng giả với lại thông đồng lừa đảo là tội nặng hả? Cô hỏi đúng người rồi. Tôi có một người bạn bị vậy đó, bị phán 5 năm tù. Cái gì? 5 năm? Lâu dữ vậy? Phải. Nhi, chị nấu mì cho em nè. Em ăn chút gì đi. Em không đói, em muốn ngủ thôi. Chị không phải là muốn phiền em, nhưng mà chị biết em gặp phiền phức. Chị cũng là người từng trải, chị hiểu rất rõ tâm trạng hiện nay của em. Nhưng mà em không cần lo lắng, cho dù thế nào chị cũng sẽ giúp em. Vậy thì tốt. Có gì mai hãy nói được không? Em trả lời mấy câu hỏi của chị đã. Tại sao em lại bị thư kiện vậy? Có phải bạn em hãm hại em không? Hay là chúng em bị lừa? Nếu vậy em phải nói cho chị biết đó. Không phải, chị không có hiểu đâu. Tôi với Thanh đều là người từng trải, sao lại không hiểu chứ? Là tôi giúp cô kiếm sẵn đường rồi. Tôi đã liên hệ đại tán giúp tôi. Tối nay có chuyến đi Thái Lan, cô muốn đi tôi dành một chỗ không nói nhiều. Anh nói cái gì vậy? Để dành chỗ gì hả? Bỏ trốn đó. Mấy tội danh của nó hả? Phát sơ sơ cũng phải 3-5 năm đó. Bỏ trốn? Trong đầu anh chỉ nghĩ tới mấy chuyện đó. Đúng rồi. Hai người phiền quá đi. Nè, nè không đi Thái Lan thì đi nước khác. Đi.
cô ở đây làm gì vậy? Em có thể ở tạm cho chị một đêm được không? Đừng có hỏi tại sao. Em đã bị hai vị kia cằn nhằn cả buổi tối rồi. Đi tắm đi. Cảm ơn, tôi lấy ra bình đó. Trong tủ lạnh có đồ ăn, muốn coi tivi cứ tự nhiên, nhưng nhớ không được mở lớn tiếng, đừng làm phiền tôi ngủ. Không có chuyện gì đặc biệt thì đừng có gõ cửa phòng tôi.如何活在爱这样的海洋，该如何放弃你，该如何放弃爱。